Xin cảm ơn quý vị đã vẫn cùng chúng tôi theo dõi tiếp phần 2 của chương trình. Thì nay trở lại với cái câu hỏi mà Will hỏi mà tôi đang nói dở dang đó. Thì ngoài cái chuyện mà huấn luyện thì có MetroCare có hợp tác với UT Southwestern để làm những cái cuộc nghiên cứu về lĩnh vực tâm thần. You mean research? I mean the students will go to MetroCare based on the patient on board and then do research on those things? Basically what they do is if they have a research project that they want to do, they will go ahead and offer it in the clinics, see if anybody out there would like to get that and be part of that research. And they have their choice whether they want to do it or not do it. And if they even if they start to do it and they don't want to do it, they can stop at any time. So you mean talking about medical student? Mm-hmm. Okay. Dạ, chương trình nghiên cứu thì các sinh viên y khoa của trường UT Southwestern có thể liên lạc và cùng hợp tác với MetroCare để làm những cái chương trình nghiên cứu. Okay. So can you tell us more about the research happening with your program? I can in fact talk about two of them that we've done. Okay. One of the ones that we did was the early psychosis program, and that's where you take somebody who had their first psychotic break, and once they've been identified, then they are assigned not only a doctor or a nurse, but they also are assigned like a caseworker, social worker, vocational person. It's basically a wraparound service that is given to them so that they help this person learn about their psychosis and also how to live with it. Okay, how do I interpret the early psychosis? So that you mean you become a little bit, you get like some early problem, stages, early stages of some mental issue? A mental issue, yes. Okay. Of where you have a serious mental issue. Okay. Kính thưa quý vị, thì đó là chương trình cho những người mà có những cái triệu chứng về vấn đề sức khỏe tâm thần ở trạng thái còn thời điểm còn sớm sủa. Thì với khi mà mình biết cái việc đó nó xảy ra sớm sủa thì sẽ được chỉ định một người social work, một người y tá để theo dõi cho những người bệnh nhân này. You also mentioned a second research? Yes, the second one, we are right now in the stages of analyzing the information that we received. And it was our equine therapy with Equus therapy that we did with the horses and with veterans. So this is something new that we were really excited about to work with the veterans in this kind of therapy. And it's just been a tremendous outcome. From what we've seen using that therapy, not only with the veterans, but also with their families that were involved in it too. Kính thưa quý vị, đây là một cái chương trình rất là mới, được có cái tên gọi là Equine Therapy, là cái phương pháp trị liệu này là sử dụng ngựa để mà giảm đi, để giúp cho những người cựu chiến binh hay gia đình của họ có một cái cách để mà giải quyết cái sức khỏe tâm thần. Well, you know, the thing is very interesting for myself because I have a niece. Mm-hmm. And she loves horses. Mm-hmm. And she mentioned about Aunt Angie, when I grow up, I think I would deal with the business of equine therapy, not only for veterans, for people who get raped. Yes. And that helped a big time. Yes. Of people who get abused. Yes. And she shared with me all the nice story about dealing with the horse for a while. That changed the way of thinking of the patient. And they've used that same thing, the horse therapy, with people that have been that have IDD, uh-huh, and that are also on the autism spectrum. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng có chia sẻ là tôi có một cô cháu ruột là cô ấy mê cưỡi ngựa, mê từ nhỏ, nhưng mà bây giờ khi mà lớn lên một chút thì cô chia sẻ với tôi, cô nói cô hai chắc là con không có đi học
con sẽ đi học đại học, nhưng mà con sẽ làm cái việc là con sẽ gần gũi với những con ngựa và cung cấp cái dịch vụ là trị liệu bằng ngựa cho những người, trong đó có những em chậm phát triển, cho những người mà bị sexual abuse, có những người mà bị what else? Autism là những em bị tự kỷ. Thì cái phương pháp trị liệu mà sử dụng ngựa rất là hữu ích cho những thành phần này. So thank you for sharing information about your program. I'm so good about the Ecoin. I bet you when you send this to me, you said, okay, I need to explain to her what is that Equine therapy. I am the top of that. Good. I need to send this clip to my niece. And that's it. Thanks to you that I'm aware of this therapy. Yeah, and we appreciate Dr. Johnson sharing information about her program. But let's go back to MetroCare services. Sure. So can you tell us more about the services that MetroCare services provides? Yes, we've been in existence for over 50 years. You bypass me. You need to wait for me first. Will có đặt câu hỏi, ngoài những cái chương trình nghiên cứu này thì cơ quan MetroCare có cung cấp những dịch vụ về tâm thần nào khác hay không? Thì here's the answer. Yes, we've been in existence for over 50 years, and the services we serve is both for children and adults. And we have kind of two different areas. One area is our mental health services that we have, and the other area that we have is what we call the IDD, Intellectual Developmental Disabled Services. Okay. Kính thưa quý vị, thì cái dịch vụ của cơ quan này cung cấp là phục vụ tất cả những người, người lớn, trẻ em, những người bị bệnh tâm thần hay là những người bị chậm phát triển trí tuệ. Okay. So there's two sides of it, the mental health and the IDD. So the benefit, for the benefit of our viewers, decades ago, IDD was known as with MR. A word. With MR. A word that we MR. Don't hear. And that's MR. What, yes. Yeah. And they just, in about last few years, they changed it, the state did, to call it intellectual development disabled. Yes, because a lot of people, especially old school, know it as yes. MR. Yes. So just to clarify. Kính thưa quý vị, trước kia thì cái cơ quan mà phục vụ cung cấp những cái dịch vụ về sức khỏe tâm thần thì quý vị thường hay nghe cái chữ viết tắt là MHMR, là mental health and mental retardation. Thì bây giờ người ta lại cũng là MHMR, nhưng mà cái chữ MR đó họ đổi thành là IDD, không có nói là mấy em đó chậm, mà nói là chậm phát triển về mặt tâm thần. So on the IDD or MR side, what services are provided? Okay. There's a service that they provide where they do evaluation of the person to make sure that that is the disability they have, and then also to determine what level that they have. And so then they are accepted into the programs. Also part of the program is they can get into a case management services where the person will be served by a case manager who makes sure that everything is given for that person, that they are hooked up to different community services such as housing, or such as making sure they have somebody that's there for them during the day, for medical, for dental, all of those kind of things that are for daily living skills to help that person continue to live, and in some cases live on their own. Kính thưa quý vị, khi nói về mặt đối với những vị mà có bị cái IDD đó, chậm phát triển về mặt tâm thần đó, thì có những cái lượng giá từ cơ quan MetroCare, rồi người ta sẽ giúp cho những bệnh nhân này có thể có những cái dịch vụ, chẳng hạn như tìm nhà ở, làm sao các vị này có thể có đi được bác sĩ rồi được chăm sóc vân vân. This is it's out of the regular question, but being a social security person for many years, this evaluation from the IDD person is so valuable. It is very important because for us, mm-hmm. for Social Security to determine that this individual is yes,
because a lot of it with the state depends on them getting that. And not at the state level, even at our level, is a federal level. The evaluation from MHMR entity is so important. Yes. Okay. Yes, it is. Kính thưa quý vị, thì khi mà nói về cái bảng lượng giá về mặt tâm thần của một người bị chậm phát triển thì chúng tôi cho biết với cái cương vị là một người làm việc của Sở An sinh Xã hội thì chúng tôi biết rằng cái văn kiện này rất là quan trọng để cái khi mà cái vị này, gia đình của em này nạp đơn xin cái disability thì cái bảng lượng giá rất là quan trọng để cho cơ quan giám định y khoa có cái quyết định xem là em này có thật sự là người bị disabled hay không. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói mà nói một cách say sưa. Tuy nhiên, các em ở trong phòng Thu Hình đã có nháy nháy là chúng tôi đã hết giờ rồi. Thì chúng tôi xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và it's just one part of all the information that we plan to share. So what should we do? Oh, we'll need Dr. Johnson back. Well, okay, I'll be more than happy to be back. Okay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi như là Will có mời Dr. Johnson, she will come back. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin kính chào.